Mới đầu năm, Cổ Thiên Lạc bất ngờ tuyên bố sẵn sàng trở thành cha của con Tuyên Huyên. Không ai ngờ Cổ Thiên Lạc có thời gian tích cực theo đuổi Tuyên Huyên khi cả hai hợp tác chung. Mới đây, trang QQ vừa đăng tải bài viết mới nhất về cuộc phỏng vấn gần đây của Tuyên Huyên và Cổ Thiên Lạc. Trong bài phỏng vấn này, Tuyên Huyên chia sẻ cô muốn trở thành một người mẹ và bày tỏ mong muốn Cổ Thiên Lạc sẽ trở thành cha của đứa trẻ. Ngay sau khi Tuyên Huyên ngỏ lời, Cổ Thiên Lạc ngay lập tức đáp rằng nếu cô ấy cần, ở lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ, không vấn đề gì cả. Tuyên bố này của Cổ Thiên Lạc khiến các fan bất ngờ và thích thú. Không ngờ tài tử nổi tiếng lại dễ dàng chấp nhận như vậy. Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên từng có giai đoạn tình cảm mặn nồng. Được biết, thời quá khứ, Cổ Thiên Lạc từng theo đuổi Tuyên Huyên. Lúc đó, cả hai nhiều lần hợp tác chung và nảy sinh tình cảm. Nhưng sau đó Tuyên Huyên lại quyết định ở bên cạnh Trương Vệ Kiện những 6 năm trời. Nhưng kết quả tình yêu này lại chẳng có cái kết đẹp. Sau khi hợp tác trong nhiều bộ phim, Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên nảy sinh tình cảm. Có thông tin cho biết thời điểm qua lại với Tuyên Huyên, Trương Vệ Kiện thấy mình kém hơn rất nhiều so với bạn gái. Anh khi đó vẫn là người vô danh chưa được nhiều người biết đến, còn Tuyên Huyên đã là nữ minh tinh được khán giả yêu thích và có chỗ đứng nhất định. Sau khi Tuyên Huyên chia tay Trương Vệ Kiện, cô không quay lại với Cổ Thiên Lạc. Tuy nhiên, tình cảm của hai người vẫn khá tốt. Cả hai duy trì mối quan hệ bạn bè. Hiện tại, ở tuổi 50, Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên vẫn độc thân. Nhiều người hy vọng cặp đôi sớm quay về và trở thành một cặp. Từng có thông tin Tuyên Huyên và Cổ Thiên Lạc tình cũ không rủ cũng đến. Nhưng sau đó cả hai nhanh chóng phủ nhận. Họ cho biết cả hai chỉ là bạn bè thân thiết. Nhưng tuyên bố sẵn sàng làm cha con của Tuyên Huyên khiến cho nhiều người hy vọng Cổ Thiên Lạc sớm rước cô bạn thân về nhà. Thực tế, Cổ Thiên Lạc từng dính nghi vấn tình cảm với hai người phụ nữ đều là bạn thân lâu năm Tuyên Huyên và Lý Nhược Đồng. Anh luôn dành những lời ưu ái cho cả hai người đẹp. Các fan chúc phúc cho anh sớm tìm được ý trung nhân của đời mình.